một bát canh nước sống tốt. Còn lại xong đó thì ăn một chút chua hết. Ăn sữa chua cho nó tiêu. Và thứ hai nữa em thấy nó cũng ổn, nhưng mà em chọn sữa chua ít đường, không chọn sữa chua có đường mà sữa chua ít đường. Thank you.